một hai án bà bác bốn một hai án bà bác bốn một hai án bà bác bốn một hai án bà bác đặt xoay hai án bà bác bốn một hai án bà án bốn một hai án bà án bốn chụp án tiền án đặt xoay chụp án tiền tóm lại chỉ chụp vừa tiền đúng như cái bài tập mới rồi thì mình tiếp tục làm hết.